Bên trong tin tiếp, trung tâm dân số kế hoạch gia đình thành phố Hà Giang có này để đồng là ủy ban dân số kế hoạch gia đình thị xã Hà Giang để thành lập cầu bên thông vì sẽ đang có bác có tiếp thảm để cơ sở bệnh óc từ trung tâm y tế thị xã Hà Giang quá tham thiết bị để thành lập các phát triển bộ máy tổ chức vì này chuyên tối quá là tiên đồng tăng cảnh song trung tâm dân số vẫn hết tận đây bạc đang đại việc đề rào có phần khó xây dựng các phát triển thành phố Hà Giang đến hất điêu tỉnh Hà Giang dân tăng cá, đặc biệt hẹn dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đang giai đoạn từ Pì Sinh Đăng Cầu Park có tiếp tham, thần Pì Sinh Đăng Cầu Park có tiếp sốc. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Giang để lòng đại ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc và quản lý điều hành của ủy ban nhân dân thị xã Hà Giang. Mì từ tiếp thông thần tiếp hạ ủy viên để đại diện của phấn đấu ban ngành đoàn thể kiêm nhiệm hẹn việc theo chế độ tập thể quyết định phân công hạ cân đằng phụ trách. Tăng cá ngân chống hợp việc kẹt của ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình để phân bổ cấp quản lý quá tài khoản của trung tâm y tế. Văn phòng thường trực của ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình đang chủ trung tâm y tế thị xã Hà Giang. Giai đoạn từ Pì Sinh Đăng Cầu Park có tiếp xúc thân Pì Thọ Sư Linh Ất, ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình thị xã đã phân cơ quan chuyên trách mi tư cách pháp nhân, mi tu giàu riêng, đầy khai óc tài khoản riêng chút kho bạc nhà nước, cấp trụ sở riêng. Chủ nhiệm vấn đề phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phụ trách khối văn hóa xã hội kiêm nhiệm là thành viên ủy ban để đại diện phân đứng ban ngành đoàn thể. Trong cái nỗ lực của ngành dân số thì trước tiên là ta phải tính đến công tác tuyên truyền cho công tác đối với người dân. Cả ở lĩnh vực dân số tôi còn về việc tình cháu cần sân có này đai đơn càng đai đục lại càng tốt. Nhàng khăn này đai đơn tập trung khổng điện chăm chương đục lạ hạt đồng giờ cho mà hôm đen hẳn mê cấp lục để đảm bảo chỉ đồng hành. Trang nghị của cân dân đã bị chuyển tối đảng đần. Đảng đần nhất hành đến việc óc từ đơn thần thòng đục, bày liền đục hôm lên, thòn cháo đục ngoan. Quá nhân cháo rút lại thôn bản, lại xạ phường, cân dân đã chắc định đúng việc này. Cũng như là các cái dịch vụ về công tác dân số cũng đã được chỉ đạo đến tận các xã phường, các thôn bản. Thần Pì Thọ Thị Linh Chất, hành nghị quyết của chính phủ, ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình cấp ủy ban bảo vệ chăm chức đích nội để gộp tận ủy ban dân số gia đình cấp đích nội chủ nhiệm đầy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phụ trách khối văn hóa xã hội kiêm nhiệm đại thành viên ủy ban để đại diện phân đứng ban ngành đoàn thể biên chế của cơ quan đại giao để thi cần mi thòng phó chủ nhiệm cấp thòng cán bộ chuyên môn vì thọ sư linh pet lĩnh vực chăm trường cấp bảo vệ đích nội để chuyên giao mở ngành lao động thương binh cấp xã hội lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình để chuyên giao mở ngành y tế thuộc phòng y tế thị xã Hà Giang. Hàng Pì Thọ Thị Linh Pét còn yêu cầu cấp bách phải bị cơ quan chuyên môn quản lý việc dân số kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đồng hành tổ chức bộ máy chuyên trách hẹn việc dân số kế hoạch hóa gia đình đầy thành lập lại từ trung ương hạ thần lai tỉnh thành. Cấp trung ương là Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Bộ Y tế. Cấp tỉnh là Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế. Cấp huyện là trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình. Là cán bộ nhân viên có này để chuyển mơ ngành y tế, sở lao động thương binh xã hội, sở văn hóa cấp thông tin. Này khăn đầy tao để điều chuyển mà trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố. Trong những giai đoạn trước đây thì đối với lĩnh vực công tác dân số chủ yếu và tập trung công tác tuyên truyền. Đã ở những giai đoạn có này, để lĩnh vực dân số chủ yếu tập trung khẩu đơn cháo pin đồng nhìn. Nên dùng đầy bạc mới lại cách vài chảy bí bản lục, nói bài để về ốc đục lại cho đời địa bàn thành phố. Nhưng đại giai đoạn đang này, việc dân số để khích quả hơn để tập trung khẩu đơn cháo ô thông chất đường dân số, đơn cháo sang trọng tôi còn ốc đục, tốt đảng ốc đục, khám hôm len hẳn những cân ké, cùng 100 chương hôm len hẳn đích nổi vì thành điện, tương hẳn bên những đồng góp đầy bạc khẩu bà phát triển của thành phố. Tuyên truyền thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Từ Pì Thọ Thị Linh Pét hạt tầng đầy, xác định giải pháp cơ bản và hạt đề biệt việc dân số kế hoạch gia đình, hạt nền đơn cháo, gan đời, ao đền đông dịch vụ kế hoạch gia đình, thần đế cân sân. Mì chính sách chống mắt lợi ích trực tiếp hạ cần chấp nhận ốc nội lục. Do hẳn đã dừng bế quá, việc đơn cháo vận động đã đẩy hạt đề biệt. Quá này đã góp phần hạt chuyên tối chân kỳ của cả xã hội, xác định đủ lợi ích của việc kế hoạch hóa gia đình. Quá này, từ giác, ốc còn hạt mô hình, đơn ốc từ đơn thần thòng lục. Bản thân tôi thấy là